Có ai ông giờ ép kia không phải là đối thủ. Ôi game TV kìa, ai thật. Game TV anh em ơi, có game TV luôn. Đâu, ai đâu, ai đâu lên đây làm gì? Đi xuống. Ôi mặc sexy thế. Sexy này. Sexy này. Giờ ép chơi, giờ ép đây đúng rồi, phải thế chứ. Giờ ép lên đây. Ôi sao mà. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về con game Embu hoài niệm ký ức 2003 nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là đi test đam quân GF nha. Thì hiện tại GF bên bên này là GF là nó không có đồ socket nha. Nó chỉ có đồ 380 thôi. Thì 380 thì nó lại có một cái lợi thế là nó ép được dòng vàng. Và nó mát là 3 ốp đó, với lại ép dòng tím. Thì bây giờ mình sẽ đi ép dòng tím, dòng vàng thì mình ép rồi. Và vũ khí thì mình dùng là vũ khí dòng cấp 2 nha. Đó, thì vũ khí dòng cấp 2 ở bên cái bản này thì là nó được tăng 10% đam khi sử dụng nha. Thì mình không sử dụng vũ khí 350. Thì bây giờ mình chỉ về mình ép thêm cái dòng tím nữa là về đi test đam cho anh em xem. Đây về nó thì riêng riêng con GF này là nó không có đồ socket. Đây tính năng 380 rồi, tỷ lệ thành công là 70%. Ôi xịt kìa, ái đái, xịt 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 70% mà còn xịt nhất này. Ôi xịt nữa hả? Ôi đồ hả? Có như ta nhất trò. Ồ tưởng đập rẻ 70% mà đập nó lên cũng xịt te to anh em ơi. Tích thật. Cái gì đây? Quay. Ai nhầm. Nhầm nhọt sang trong chọt này. Bỏ vô 380 chứ vô kết hợp thường lắm cái gì. Áo thật. Áo đá thật. Đó, cái này thì lại lên này. Phát lên này. Rồi, tiếp tục. Đầu đầu bị nhốn nhốn rồi, nhốn rồi nhét một cái thưởng không quen tay ấy, anh em ơi, làm vội đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá rồi lại còn phải dây dừng chân đứng lại nơi đây ai thật. Mát xa một cái thì đi cho tính người đó đó, game lại là dễ anh em ơi. Đừng như đừng nha đó. Rồi, cái này lên luôn là tuyệt vời này. Lên luôn. Ui trời ơi. Nhân phẩm nó phải vô cái loại gọi là cao cấp anh em ơi. Còn cái cuối cùng đỡ phải về mua anh em thấy chưa? Rồi. Mày bây giờ mình mua máu. Máu bắt đầu là đi đấm, 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 đấm. Ồ, ghê chưa? Rồi, xong rồi đang đang nhịp nhịp hay nhau nhịp nhàng kìa. Ừ, các anh các chú chứ từ từ. Xong kim, đây con xong kim không? Con này đánh xong kim được, tại vì mình đang cộng mắt vít mà. Cộng mắt vít cộng sức mạnh có 1k thôi, năng lượng có 1k6. Để mình test thử xem chút xíu không được thì mình sẽ tính lại. Đây, chưa có lấy máu. Đấm nào. Đánh tự động lên coi. Ở đâu? Ôi, đâu đâu? À, game TV, phải game TV này, game TV này. Iron Care, Iron Care. TK ghê quá. Ôi, mà gỡ lên phay mình phát ra này.
Nhà ghê thế. Đây phải ai chơi. Ui MG kìa. MG đêm. Đây coi thách không ổn rồi đó. Ui vãi cứt. MG nó kinh chưa anh em ơi. MG bắt nạt rồi, thôi toan rồi Lượm ơi. Ui kích chọn select rồi anh ơi, để cho em book cái coi. Chưa kịp sờ đến người nó luôn á. À mày giỡn, lúc giờ là giả bộ á, thử lòng quân tử vậy thôi á. Anh ngờ quân tử thầm mà. Ê ôi sao nó hồi sinh ngay đây vậy. Ồ vậy là MG với lại MG với lại GF mà thằng nào đánh trước là thằng đấy win thôi. Ấy chưa có búp nhìn thấu. Ư này mày làm gì tao, mày định làm gì tao. Lên đây DK thì DK máu chơi không nổi anh em ạ. F mà MG lên đây. MG ghê quá. Ờ giờ F là cộng chỗ này cũng không ổn anh em ơi. Hay là bán này nó vậy. MG là không chơi nó DK. Thế bán này DK trâu quá. Ôi mãi không chết kìa. Chết rồi lại hồi. Này vật ngã không ăn thua rồi. Đánh đấm không thấm anh em ạ. Chết chùm. Cái bán này thấy giờ ép là không ăn thua anh em ơi. Giờ ép cộng mắt vít mà đấm đấm bây giờ ép coi này. Ồ đấm bây giờ ép thì ổn. Ui, DK tự lăn ra chết. Không được. Còn DK không vậy? Ôi toàn DK máu. Còn xuyên giáp mình không ghê à. Ôi combo nữa kìa. Anh mấy ông gáy ngứa cho mấy ông DK sao ta. Class nào khác không? Nên thử coi hay là đam cộng này chưa ổn hay là đến với đường cộng lại. Ây vậy là đâm cũng chết. Đâm chết anh em ơi, cũng chết chứ không phải là không chết đâu. Đó lên dĩa tiếp hai ông kìa. Lâu chết không phải là không chết. Ui, combo chuẩn quá. Nó combo một phát là đứt. Class nào lên đây không? À không DK đứng lên. Ây giờ ép nè. Được. Ông giờ ép kia vừa lên cái là banh xác rồi. Rồi hại đồng DK này. Ui máu hết máu. Trời ơi. Lại mồ máu đã. Nhưng mà thấy giờ ép đam không to lắm. DK thì đam cũng không to. Tôi không bán cho bạn gì cả. Vãi thật. Đồ sát đó anh em ơi. À, đồ sát nó không, sát nhân nó không bán. Con nạn. Chắc phải cộng lại điểm để cộng thêm vào sức mạnh, cộng thêm vào năng lượng xíu, cộng nhẹ xíu nữa.
chức. Đánh vào này thử coi. GF kia không có đối thủ của mình rồi, GF kia không đánh là mình rồi. DK này, DK trâu quá, đánh mình cũng không chết. DK đánh mình cũng không chết. DK đánh mình cũng không chết anh em ơi. Ồ, này combo sao? Này nó luyện combo hả? Nếu ông này combo tốt là mình đứt. Ông này ông không combo được. Ông kia cởi con kỳ lân. Mày chạy lên rồi chạy xuống làm gì? Đó, DK đánh mình nó đâm mình quay mình cũng đâu két. Đâu ông này không combo được, đánh không chết được đâu anh em ơi. Cộng này chưa có ổn lắm. Làm thêm vào cỡ ông là 3KE này. Đó. Mấy ông GF kia không phải là đối thủ. Ôi, game TV kìa. Vãi thật. Game TV anh em ơi, có game TV luôn. Đâu? Ai đâu? Ai đâu lên đây làm gì? Chút. Ôi, mặc sexy thế. Ý, sexy nè. Sexy nè. GF chơi GF đây đúng rồi, phải thế chứ. GF lên đây. Ôi, sao mà ông anh dễ mở thế. Ui, ông MG ông lên trong phay bất ngờ kìa. MG là đam áp sát, đánh đam nổ ghê lắm. Lại lại chơi con MG xíu này. Ư này. Đó, MG là bay một đấm. Giờ ép này. MG mình đấm là chết anh em ơi. Chỉ có không đấm được DK thôi. Nhưng mà MG phay mình thì cũng chết. Cái ghế thấp quá. Thì mình sẽ test, đang còn tranh thủ cái thời gian alpha test thì mình sẽ thủ này thì MG. Ôi, hai ông MG luôn. Ui, đấm chết một ông đấm không chết. Ôi, đấm con này ông kia lên. Ai ông MG? MG đánh với GF thằng nào nhanh tay hơn thằng đấy à? Chưa lên, chưa bấm đấm. Đánh bốc. Còn một hit không à? GF đấm MG cũng một hit mà. Giờ MG đấm MG chém cũng một hit mà. Ôi sao mổ quá đấy chật ta. MG được cái PK tiện lắm anh em. Ui, GM này phay ghê thế. Máu còn 50 bình. Ồ, ghê thế. Anh chưa kịp búp đã phay chết rồi. Giờ cầm 2 kiếm ngon không? Ui. MG thì cũng không có chém được DK. DK nó lên. Ôi. MG phay DK là phản đam chết. Giờ ép thế đấm cũng không có lại DK nhiều. Đấm à. Ô, mình ra mình đấm thêm một lần nữa xem. Thường mấy cái bản kia là mình sẽ cộng
cho cộng có 3k năng lượng, 2k sức mạnh. Và để mình test lại thử, nếu không ổn là mình sẽ cộng lại, không ổn là mình... Ôi ông GMG này trâu thế. Ồ ông MG này ngon á. Được được, test được, ông MG này test được. Ôi đánh loạn xạ không biết ông nằm đâu nữa luôn. Rồi cũng chết. GF này giết ông MF luôn. TK chịu rồi. TK đấm không thấu anh ơi. Đấm không thấu. Ồ bom DK hả? Bom UK hả? UK quen dữ ta. Ồ ông này combo tốt thế. Ồ đấm đấm không ổn anh em ơi. Đấm không nổi. Để coi ông có ông nào. Á hai ông kia đang gặp quyết đấu kìa. Để vào thử xem. Ông nhé với ông kinh nha. Mẹ đứng bên. Kinh đâu. Á á. Hai ông này chơi ảo ảnh. Ôi vui vẻ, ông vui vẻ bị ông kinh ông dẫn trước, ông vui vẻ dẫn trước 2-1. Ơi đằng sau kìa. Ai đều. Ghê ghê. Ra luôn. À, DF, DF thấy cũng không có được. Bá cho lắm anh em ơi. Đấm không nổi ông DK. Ôi, ông game TV. Đặt tên nha, game TV anh em ơi. Thôi, video mình ép tam giờ ép mình lại xin kết thúc tại đây nha. Gặp lại ở những video tiếp theo nha. Mình thấy con này đấm nó không có ổn, đấm không được DK, cho nên chắc mình sẽ lấy làm một video về MG hoặc là làm thêm một video về DL. Xong nếu mà còn thời gian thì mình sẽ test hết các class cho anh em xem nha. Thôi, bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.